Bảo Việt xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Rất hân hạnh khi được gặp lại cô chú anh chị trên kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Đầu video, Bảo Việt xin kính chúc cho cô chú anh chị mình có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Dạ cô chú anh chị ơi, mỗi ngày Bảo Việt luôn sưu tầm những căn nhà giá thành rẻ nhất, pháp lý đảm bảo để gửi đến với cô chú anh chị mình. Kênh cũng được một số cô chú anh chị mình đón nhận thông qua clip này thì Bảo Việt rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Thì thời gian vừa qua cô chú anh chị mình cũng có hỏi Bảo Việt ha, những căn nhà tầm khoảng 1 tỷ 2, 1 tỷ 3 có sổ hồng riêng. Hôm nay Bảo Việt có một căn nhà này của một chị gái ký gửi bán lại rất là đẹp luôn. Bảo Việt tranh thủ vô đây để tư vấn cho cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị mình thấy đây ha, căn nhà của mình có một cái trục đường khá là rộng rãi luôn. Tuyến đường này là đường bê tông đã tráng rồi nha cô chú anh chị, rộng khoảng tầm 3 mét. Ô tô là vô lọt ha. Và địa chỉ nhà của mình thì nằm trên trục đường lớn Hóc Hu ha, kết nối về Ủy ban dân xã Hưng Long cũng như là trường học cấp 1, cấp 2 Hưng Long và chợ Hưng Long thì mất khoảng 500 mét và 5 phút đi xe thôi cô chú anh chị. Rất là gần gũi để mình nội trợ mua sắm. Và đặc biệt căn nhà của mình là pháp lý sổ hồng riêng nha cô chú anh chị, với diện tích ngang 4,5 m, dài cho 16 mét, một căn nhà nở hậu 70 mét vuông. Đất của mình là thổ cư 100% luôn. Cô chú anh chị mình ở sinh sống lâu dài ha. Thì ở khu vực nhà mình thì cũng đã tồn tại khoảng tầm 5 đến 6 năm rồi. Hôm nay chị chủ nhà đang xây một cái kho xưởng ha. Việc cũng nghe chia sẻ cho nên là cần vốn để làm nhà, cho nên là bán gấp căn nhà này. Chị cũng rất là tiếc luôn cô chú anh chị ơi. Thời điểm này cô chú anh chị mình mua căn nhà với diện tích như thế này có giá là 1 tỷ 200 500 triệu thôi là quá rẻ luôn. Cô chú anh chị mình có cơ duyên xem clip này, nếu thích thì cứ gọi cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933 82 7963. Bên trong đây thì cũng còn rất là nhiều căn nhà này cô chú anh chị, có người thì cho thuê, có người thì an cư ha. Dân cư mình đã hiện hữu rồi, mình về đây cũng có hàng xóm, đồng hồ điện nước là có sẵn hết ha. Cô chú anh chị mình nhìn ngoài mặt tiền căn nhà của mình, một cái mẫu rất là sang luôn ha. Mẫu nhà máy hợp Việt thấy cũng rất là mới mẻ luôn, không có mai một theo thời gian. Thì căn nhà này chị ở thì Việt thấy cũng không có hư hao cái gì hết nha cô chú anh chị. Gia đình mình về nếu mình muốn mới mẻ hơn thì mình có thể mình sơn sửa tường lại thôi, chứ không có hư một cái gì hết ha. Thì bây giờ Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình vào xem nhà thực tế của Bảo Việt ha. Cô chú anh chị mình thấy đây thì cốt nền nhà mình Việt thấy cao hơn mặt đường thì tầm khoảng là 3 tấc ha. Những ngày mưa lớn thì cô chú anh chị mình cũng không có sợ bị nước ngập. Ít có cô chú anh chị nào đi xem nhà để ý vấn đề đó ha. Việt nhắc lại trên kênh rất là nhiều. Có những căn nhà khi cô chú anh chị mình vô thấy kết cấu rất là đẹp, nhưng mà mình mua mình ở một thời gian, mưa rồi mình mới biết được khu vực có nước ngập hay không ha. Bảo Việt luôn nhắc chừng cô chú anh chị mình, sợ cô chú anh chị mình quên. Thì căn nhà hôm nay cốt nền rất là cao, gia đình mình khỏi lo. Với lại mấy ngày hôm nay thì mưa cũng rất là lớn ha, cô chú anh chị mình nhìn cũng đã biết rồi ha. Nhà mình là có đồng hồ điện riêng luôn và đồng hồ nước riêng luôn. Gia đình mình chỉ dọn mà mình ở. Phía trước sân nhà đây, lúc nãy thì có một chiếc xe gắn máy để nữa, nhưng mà Việt thấy nó hơi chật chội khó quay, cho nên là Việt đã dẫn ra rồi. Gia đình mình mỗi buổi chiều mình đi làm về thì mình để xe cộ trong cái khoảng sân này, thì cũng khá là tiện lợi nha cô chú anh chị. Bảo vệ cho căn nhà của mình, phía bên ngoài sân sẽ có một cái lớp cửa sắt ha, tuy không quá cầu kỳ nhưng mà nhìn cũng khá là chắc chắn luôn, có sơn màu đen. Gia đình mình có về mình có thể mình sơn lại ha. Ngoài đây thì cô chú anh chị mình thích trồng kiểng thì mình trồng thêm 1-2 chậu kiểng ha. Nhà của mình là nở hậu như cô chú anh chị. Bước vào không gian phòng khách của mình thì có thêm một cái lớp cửa nữa, một cái lớp cửa sắt kết hợp với lại là kính mờ ha, khá là chắc chắn luôn. Căn nhà này Việt nghĩ cái thời điểm mà sốt đất, sốt nhà như năm 2022, 2021 rồi trở lại đó cô chú anh chị, thì gia đình mình phải mua là từ 1 tỷ tư đến 1 tỷ rưỡi ha. Hôm nay chị gái này bán chỉ có là 1 tỷ 250 triệu thôi. Ở việc báo giá đầu video luôn để cô chú anh chị mình không mất thời gian ha. Rất là rẻ luôn. Đó. Đây là không gian phòng khách của mình. Đó, cô chú anh chị mình thấy ha, chị để hai chiếc xe thôi mà mình còn rất là rộng rãi. Nhà mình ở hậu về góc phải nha cô chú anh chị. Rất là rộng rãi luôn. Ở đây thì mình bố trí một cái bộ ghế sofa, một bộ ghế gỗ, hai vợ chồng hai đứa con mình ở là quá là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Gạch ốp tường nhà của mình rất là sạch sẽ luôn, từ ngoài phòng khách vô tới trong cuối bếp luôn ha.
À, gia đình mình có trẻ nhỏ vui chơi nô đùa cũng không sợ bị dơ tường. Đèn thì mình có đèn led huỳnh quang một thước hai, có hai bên tường luôn ha. Một cái mẫu cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà việc thấy ha, mình thể hiện một cái gì đó nó hơi sang trọng tí xíu. Như cô chú anh chị ở đây thì chị cũng bố trí một cái bộ bàn ăn cũng nhỏ nhắn ha, rất là vừa vặn luôn. Thì cô chú anh chị mình tùy cách bố trí, mình sắp xếp làm sao cho căn nhà của mình hợp lý nhất có thể ha. Bên dưới gầm cầu thang này thì chị cũng để những cái vật dụng không cần thiết của gia đình mình là cô chú anh chị. Về mình có thể mình đóng thêm một cái tủ, hoặc là mình để một cái kệ tivi để mình giải trí thì cũng rất là tuyệt vời ha. Một việc xin mời cô chú anh chị mình tiến vào khoảng không gian bếp. Đây mình cũng có một cái bếp ngăn tam cấp giữa nhà. Thì cô chú anh chị mà có thể mình để những cái chậu hoa, chậu kiểng để mình trưng bày thì rất là tiện lợi nha cô chú anh chị. Khu vực nhà bếp của mình thì được thiết kế bo hình chữ L ha. Căn nhà này thì việc thấy tủ bếp trên, tủ bếp dưới đã có hoàn thiện hết rồi. Thì mình sẽ có tủ kính nè, kết hợp với lại là tủ nhôm ha. Gia đình mình xài rất là lâu, không có sợ bị mối mọt con gì ăn hết luôn. Và cũng dễ vệ sinh, dễ lau chùi lắm nha cô chú anh chị. Ở đây mình cũng có một cái chỗ để mình thờ cúng nè, thể hiện sự trang nghiêm ha. Gạch ốp mặt bếp cũng đã có rồi, khá là sạch sẽ cho mình luôn á cô chú anh chị. Bên đây thì mình để một cái tủ lạnh nè, chị để cái tủ lạnh thấy cũng lớn ha, khá là vừa vặn luôn. Ổ cắm điện, chui điện đã có sẵn rồi. Vì căn nhà này thì chị cũng ở ít thành viên ha, thì cô chú anh chị mình về mình có thể mình sắp xếp bố trí theo ý kiến của mình. Và khoảng cuối nhà, bên góc phải của mình sẽ có một cái nhà vệ sinh với đầy đủ những trang thiết bị cơ bản. Gạch ốp tường lên cho mình 2 mét luôn, rất là sạch sẽ. Và điều việc thích nhất căn nhà hôm nay đó chính là mình sẽ có một cái khoảng sân sau đây. Nếu gia đình mình mà có máy giặt mình để ngay tại vị trí này là khá là hợp lý luôn á cô chú anh chị. Mình làm một cái nhà kho nhỏ nhỏ luôn thì rất là tuyệt vời ha. Mẫu thiết kế này 1 tỷ 250 triệu thôi. Mà mình có sân trước sân sau luôn thì quá là tuyệt vời rồi cô chú anh chị ơi. Bây giờ thì cả nhà mình lên bên trên tầng lầu quan sát những căn phòng ngủ phía trên cùng một việc ha. Nhà mình thì có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và một phòng thờ nha cô chú anh chị. Dẫn lên bên trên tầng lầu mình là một cái cầu thang tay vịn là bằng sắt, rất là chắc chắn luôn. Phía ngoài hành lang của mình cũng khá là rộng rãi nha cả nhà. Căn phòng ngủ này khá là vừa vặn luôn. Nhà chị có hai bé nhỏ ha, ở căn phòng này thì hơi bừa bộn tí xíu. Chị cũng sơn tường được hết rồi. Gia đình mình về mình có thể dán tranh ảnh thêm ha. Đường dây máy lạnh ống đồng đã có sẵn luôn. Trần la phong cũng rất là cao nha cô chú anh chị. Căn nhà của mình là rất mát ha. Ở đây mình có một cái lớp cửa sổ này, gia đình mình có thể mình mở ra mở vào nếu mình thấy bí không khí quá ha. Còn mình xài máy lạnh thì mình đóng lại thì đó là điều đương nhiên rồi ha cô chú anh chị. Mình cũng có đèn huỳnh quang một thước hai luôn. Gia đình mình về thì mình cần mình cứ bật lên sử dụng ha. Và phía ngoài đây cuối hành lang nhà bên trên tầng lầu thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh để cho mình mỗi buổi tối mình tắm rửa hoặc mình đi vệ sinh, khá là tiện lợi luôn cô chú anh chị ơi. Căn nhà này phải nói là rất là rẻ luôn. Thời điểm mà sốt giá là cô chú anh chị mình mua không có giá thành này đâu ha. Căn phòng ngủ thứ hai cô chú anh chị mình thấy đây rất là rộng rãi luôn ha. Chị cũng dán tranh ảnh dán tường hết rồi nè. Cô chú anh chị mình về dán như vậy là việc thấy rất là đẹp nè cả nhà. Đường dây máy lạnh đồ đèn có sẵn hết rồi ha, cũng khá là vừa vặn luôn. Mình để một cái tủ quần áo, một cái bàn trang điểm ha. Thì mình ở căn phòng này quá là đẹp tuyệt vời luôn. Và nhà của mình sẽ có một cái phòng thờ thể hiện trang nghiêm của gia đình mình. Do chị thờ cúng bên dưới ha, cho nên bên trên này chị cũng không có sử dụng. Còn cô chú anh chị mình thích một cái gì đó riêng tư, trang nghiêm ông bà mình, tổ tiên mình, hoặc là thờ Phật, Phật thờ Chúa. Mình muốn một cái gì đó riêng tư ha, thì cô chú anh chị mình đóng một cái dàn bàn thờ ngay tại vị trí này, mình thờ phụng rất là tuyệt vời luôn. Còn không thì gia đình mình có đông đúc thành viên 6-7 thành viên thì mình chọn căn phòng này để mình làm căn phòng ngủ thứ ba của căn nhà, khá là vừa vặn luôn ha. Và phía ngoài đây thì mình có một cái khoảng hành lang chị chủ nhà cũng tận dụng phơi đồ nè cô chú anh chị. Việc cũng tư vấn nhiều trên kênh rồi ha. Phía ngoài khoảng ban công này thì cô chú anh chị mình tận dụng làm được rất là nhiều điều ha. Mình có thể mình quan sát được dân cư nơi đây, ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh. Hoặc là mình trồng thêm một vài chậu kiểng thì rất là tuyệt vời. Thì cô chú anh chị mình cũng đã xem
tất cả hình ảnh của ngôi nhà rồi. Nếu như cô chú anh chị nào thích căn nhà hôm nay thì cứ gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933 827963. Bây giờ thì Bảo Việt xin tổng kết lại những thông tin chính của căn nhà hôm nay ha. Với diện tích ngang 4,5m và dài cho 16m một căn nhà với 70m2, sử dụng thổ cư nha cô chú anh chị, thổ cư 100%. Và nhà của mình là pháp lý sổ hồng riêng, cô chú anh chị mình cấm ngân hàng, mình có thể vay lên đến khoảng 700 800 triệu luôn ha. Gia đình mình cần vay ngân hàng thì cứ xuống đây trực tiếp gặp Bảo Việt. Và nhà của mình nằm trên địa chỉ là tuyến đường Hóc Hu kết nối ra đường Hương Lộ 11 Đồng Nguyễn Tấn. Cô chú anh chị mình về ủy ban nhân xã Hưng Long, trường học cấp 1 cấp 2 Hưng Long, trạm y tế cũng như là chợ Hưng Long chỉ mất khoảng 5 phút đi xe thôi, rất là gần gũi để cho cô chú anh chị mình nội trợ mua sắm. Trên kênh Bảo Việt ha, tất cả thông tin rất rõ ràng rành mạch. Cô chú anh chị nào thắc mắc một thông tin gì đó thì cứ gọi trực tiếp Bảo Việt nha cô chú anh chị, để Việt đo hướng chính của căn nhà hôm nay luôn để cho cô chú anh chị mình biết để mình tiện bề mình lựa chọn ha. Thường thì cô chú anh chị mình đi xem thì Việt không biết những cái kênh nhà đất khác hoặc là những anh chị khác thì làm việc như thế nào. Việc nghĩ thì những căn nhà này cô chú anh chị mình không phải lúc nào mình tìm được đâu, hầu như là kẹt cảnh hoặc là kẹt tiền lắm ha. Cho nên chủ nhà mới ký gửi bán lại, thì Việt luôn săn tìm những căn nhà như thế này nè cô chú anh chị. Thứ nhất là giá rẻ, thứ hai là pháp lý đảm bảo ha. Cô chú anh chị mình mua những căn nhà này mình chỉ cần mình tu sửa đôi chút thôi là mình đã sở hữu một căn nhà rất là tuyệt vời rồi ha. Căn nhà này thì có hướng chính đông luôn nha cô chú anh chị, hướng quá là mát luôn, nắng sáng ha. Gia đình mình về mình có thể mình làm mái thêm hoặc là mình muốn tiết kiệm thì mình để như vậy thì quá là tuyệt vời rồi ha. Thì cô chú anh chị mình xem tất cả hình ảnh rồi, thông tin Bảo Việt cung cấp rồi, nếu ưng ý thì cả nhà mình cứ gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933 827963. Và cuối video thì Bảo Việt xin kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và sớm tìm được căn nhà ưng ý cho mình. Gia đình mình nhớ nhấn một nút like để luôn theo dõi những video tiếp theo của Bảo Việt nha cả nhà. Và bây giờ thì Bảo Việt xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình. Xin tạm biệt cả nhà.